lại luôn, đóng lại đi vòng kia, đi vòng qua khách sạn này, nó ở bên kia được. Quẹo phải đi vòng ngược lại, đây là cái khách sạn cái màu xanh đỏ tím vàng. Đợi bạn. Dạ. Đợi bạn. Dạ, mời anh ngồi trong sẵn. Ok. Đây, chúng ta rồi đây. Sẵn. Em đợi bạn. Gọi bạn để trên xuống. Ngồi chờ ở đâu anh? Ngồi đây, ở đây ở okay. Trước. Ok. Sang trọng. Alo, em ngồi ở dưới sảnh dưới lễ tân anh nhé. Ok, dạ dạ. Đây, chúng ta sẽ đi vòng vòng. Đây, khách sạn này là đẹp nhất Sài Gòn đây. À, ở đây thì 300 một đêm á. Đây có hai mặt tiền luôn. Riverside, Renaissance. Riverside. Bên đây là cái khu... chắc là bãi để xe của VIP rồi. Đó. Ở đây là lễ tân. Nhìn cái khách sạn này rất là sang trọng. Đây, khu này họ trưng bày rất là nhiều hoa. Quá trời đẹp luôn. Kia là đường Đồng Khởi.
đây, kiến trúc ở đây rất là tuyệt vời, đẹp. Thôi, bây giờ sẽ đi ra đây để đợi bạn nha. Giờ đi vượt dài Sài Gòn. Khách sạn này được mệnh danh là khách sạn đẹp nhất Sài Gòn nè các bạn. Thường những cái khách sạn lớn ở Sài Gòn thì họ cũng có đổi tiền, dịch vụ đổi tiền, và đổi ở đây thì an toàn ha. Anh có phải giá phòng mắc nhất của mình là hơn 4.000 một đêm không anh? Giá phòng mắc nhất của mình là hơn 4.000 một đêm. Ok. Trang trí thì rất đẹp à. Rất là đẹp, đẳng cấp. Từng cái vị trí này họ làm các cái hoa này, hoa lan tươi này, các cái gương rồi đá chạm khảm. Nhìn một cái đây, cái sảnh chính của họ. Đây chúng ta có thể ngồi ở đây để đợi. Còn đây, cái khúc này dạng một cái cột này, và họ làm, giờ cũng không biết đây là họ kết cái gì, giống như là cái hạt kim tuyến ấy. Đây là hoa này, hoa tươi. Ở những cái khách sạn 5 sao thì đây là hoa tươi, họ không có xài hoa giả. Thì nếu như bà con Việt Kiều và về Việt Nam thì chúng ta có thể mướn những cái khách sạn này ở cho nó sướng. Vì trước đây thì cũng có những người ở khách sạn ở Dubai thì cũng đẹp rồi. Thì nếu mà về Sài Gòn thì sẽ ghé đây. Cái khách sạn này có lẽ là VIP nhất rồi. Đó. Hôm nào mình sẽ lên, mình sẽ review cái phòng để cho cả nhà coi á. Nền đá hoa cũng rất là tuyệt vời. Bên đây còn có các cái phòng mà họ bán đồ cun chi, đây là chắc là các loại nước hoa rồi sữa tắm. Lối đi này dành cho khách thuê văn phòng đến sảnh. Đây, phòng ốc ở đây thì rất là tuyệt vời. Ở đây thì mới thấy sang trọng và đẳng cấp à. Đèn. Đây, phòng ở đây thì giá bình dân thì cỡ khoảng 300 đô một đêm. Còn phòng mà VIP một xíu thì cỡ khoảng 4.000 cho một đêm. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ dừng cái video clip ở đây. Để hôm nào đó thì Tuấn Dương sẽ lên trên phòng và review phòng cho cả nhà coi nhé. Rồi, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những các cái video clip kế tiếp của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Rồi, bye bye quý vị các bạn. Đây, các cái mẫu này họ bố trí rất là đẹp.